Thưa quý vị, sau sự việc nước cuốn trôi một cháu bé 8 tuổi tại cầu Tràng Ông Thiều, huyện Đơn Dương gây thương tâm, thì dư luận đã đặt ra câu hỏi về chất lượng của những cây cầu tràn đang tồn tại hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh. Bất chấp nguy hiểm trong mùa mưa lũ hiện nay, nhiều người dân, phương tiện vẫn hàng ngày qua lại. Sẽ còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu chính quyền, ngành chức năng không sớm vào cuộc để đầu tư xây dựng và quản lý các công trình này. Phản ánh qua một theo dòng thời sự hôm nay. Cầu tràn Ông Thiều, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, sau vụ tai nạn thương tâm khi nước lũ cuốn trôi một cháu bé 8 tuổi. Nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, nhiều phương tiện và người dân vẫn phải qua lại. Đi ngang qua đây, cái tấm rì kia nó bị ngậm lên tí vì cái sắt nó bị hư đó, nó đẩy ra. Thì chiếc xe chạy tới thì không biết sao ba mẹ con ngã xuống, đứa bé rớt xuống sông liền. Rớt xuống sông nhưng em biết sao, ông chồng vừa chụp được cái ba mẹ, đứa nhỏ nó trôi mất cả. Thấy đó mà không cứu được em, tại vì cái cầu này nó xuống cấp bao nhiêu năm rồi đó. Dễ bị tai nạn, em chưa thấy đâu, mưa xuống là ngập liền à. Mấn phải ngập ngang đó đó, ngập lên đây này. Cầu tràn Ông Thiều nối xã Tu Tra, xã Đà Ròn và thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, phục vụ vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân ở xung quanh khu vực. Qua nhiều năm sử dụng, hiện nay mặt cầu, kết cấu dầm cầu đã bị hư hỏng nặng. Do khó khăn về kinh phí, nên ngành chức năng của địa phương chỉ tiến hành dầm vá các điểm bị hư hỏng để qua lại tạm thời. Nhưng do lưu lượng phương tiện quá lớn, nên sửa đâu lại hư đó. Sáng thì tụi con đi 6 giờ, trưa thì tụi con cỡ 11 rưỡi tụi con về. Chiều thì 1 giờ đi lại, tới cỡ 5 giờ thì đi về. Đi lại rất gặp khó khăn vì ngập cầu, mỗi lần xả lũ là đều ngập hết. Cầu này nó xuống cấp thì nó có rất khó khăn về cho người dân, nhất là buổi chiều, buổi sáng. Và thường thường tắc xe liên tục ở cái cầu này. Cái khó khăn nhất là cái khó khăn cái giao lưu thông của người lao động thường xuyên qua lại đây, và thương lái, rồi học sinh, cho nên là nó rất nguy hiểm. Theo thống kê của Ban Quản lý An toàn Đập, hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 40 công trình, trong đó có 30 công trình nguy cấp dễ gây tai nạn cho người dân khi lưu thông. Mặc dù đã được đầu tư xây dựng cầu mới kiên cố bắc qua khu dân cư Nam sông Đa Nhiêm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, nhưng một số người dân vẫn bất chấp hiểm nguy qua lại cầu tràn cũ, nhất là khi mùa mưa nước dâng cao như hiện nay. Thực tế này cũng cho thấy bên cạnh công trình đầu tư xuống cấp, phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn, thì ý thức của người dân là còn thấp. Trong 3 năm trở lại đây, đã có 3 vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên các cây cầu tràn tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Và sẽ còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu thực tế này vẫn tiếp diễn. Dân mùa này nước lớn nó chịu khó qua cầu. Thì nước cạn thì nó hay đi bên này, vận chuyển lâm sản hàng hóa gì đó. Và coi là đường này là đường tắt, cũng nguy hiểm. Một số bà con hiện nay đó, thì có cái vườn gần đó đó, thì cũng có tình trạng là đi qua cầu Đập Tràn. Trước thực tế các công trình thủy lợi đập tràn xuống cấp và bức xúc của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư 16 công trình và hiện đang triển khai 10 công trình tại các địa phương. Riêng 2 công trình ở huyện Đơn Dương là cầu Ông Thiều và cầu Tràn Lạc Viên, xã Lạc Xuân đã được bố trí trên 60 tỷ đồng, dự kiến sẽ được đầu tư vào năm 2018. Tuy nhiên, trong lúc chờ triển khai nâng cấp xây dựng, thì điều quan trọng hơn hết là công tác quản lý tuyên truyền và ý thức của người dân để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản là điều quan trọng hơn hết. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái tham mưu và đề xuất, cũng có cái biện pháp sẽ làm những cái thanh chắn tạm thời trong thời gian mà trời nắng và bắt đầu vào mưa, thì chúng tôi sẽ có một cái lực lượng trực cứu hộ sẽ coi như là tháo dỡ những thanh chắn để đảm bảo cho cái không có bị gây cái ách tắc bèo chắn để ảnh hưởng tới thời gian sử dụng trong cái thời gian để đầu tư xây dựng công trình mới, tuyên truyền cho người dân để họ tự ý thức vấn đề coi như là đi lại, đảm bảo về cái tính mạng của mình trong cái mùa mưa lũ. Trong những cái dịp mà mưa lũ thì chúng tôi đều phân công cho các địa phương, các ngành là cả những là cái túc trực để mà quản lý rồi nhắc nhở, khuyến cáo cho người dân
không đi qua những cái vùng hạ du có nguy hiểm, đặc biệt là đối với những cái hệ thống cầu cống mà có nguy cơ xuống cấp. Những công trình mà không có cầu qua tràn chúng tôi nghiêm cấm và đề nghị các chủ tư là làm biển đó cảnh báo là không cho phép đi qua lại. Còn trường hợp đối với công trình mà tràn xả lũ cần phải kết hợp việc giao thông dài thì tôi đều phải thiết kế cái cầu qua tràn để bảo an toàn cho trong quá trình quản lý vận hành cũng như là quá trình giao thông giữa hai bên tràn. Đối với Lâm Đồng thì được bộ là thống nhất cho đầu tư 70 cầu trên tổng mức đầu tư là khoảng 150 tỷ đồng để xóa những cái cầu yếu, cầu treo để đảm bảo giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Hiện nay là sở đang tích cực phối hợp với ban quản lý dự án 8 để triển khai đấu thầu và khởi công các cái gói Lâm Đồng 01, Lâm Đồng 02 và Lâm Đồng 03. Còn riêng Lâm Đồng 04 và Lâm Đồng 05 sẽ duyệt dự án đầu tư vào cuối năm 2017 để tiếp tục triển khai trong 2018. Bên cạnh các giải pháp nêu trên thì việc kiểm tra rà soát hiện trạng xuống cấp của các công trình để có kế hoạch quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, cần được ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện, nhất là vào mùa mưa lũ như hiện nay.